Hoàng Hiếu và Linh Hương cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với VTV Hyundai House Shopping trong khung giờ mua sắm tiếp theo này. Một chương trình đặc biệt nữa xuất hiện trên sóng của VTV Hyundai thưa quý vị, đó chính là Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam. Chúng ta có một cái câu nói khá là hay thời điểm hiện tại là muôn nơi muốn đi nhưng chỉ một nơi muốn về thôi, đó chính là mái nhà của chúng ta. Nhà ở đây là tổ ấm đó, là gia đình của mình đó quý vị. Tại sao mình thích về nhà? Đó là cái nơi mà chúng ta cảm thấy là tinh thần của mình nè, năng lượng của mình nè, được dung dưỡng ha, được nuôi dưỡng, được phục hồi mà tái tạo mỗi ngày bằng những bữa cơm thân mật nè, bằng nụ cười nè, cũng như là sự quan tâm và chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau những cái buồn vui trong cuộc sống này chỉ có gia đình mới mang lại được mà thôi quý vị ha. Và ngày hôm nay thì với một cái chủ đề Hiếu thấy là nó rất là thiêng liêng ý nghĩa như vậy, thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể là chăm sóc gia đình của chúng ta một cách thiết thực hơn bằng những sản phẩm nó vừa tốt nè mà lại rất là rẻ nữa, để hỗ trợ tiết kiệm cho kinh tế gia đình của mình trong thời đại bão giá hôm nay quý vị nha. Hân hạnh mang tới khung giờ này đó chính là bộ sản phẩm của Legend Bednet thưa quý vị. Legend Bednet thì đã có rất là nhiều cơ hội được tiếp cận với các cô chú anh chị nhà mình tại VTV Hyundai rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là một cái cơ hội đặc biệt hơn, tại vì thường trong những cái chương trình mà Tết này, cuối năm này, thì các cô chú cũng biết đấy chính là những cái lúc mà chúng ta được mua với giá rất là tốt luôn. Nhưng mà riêng hôm nay thì đây ạ, mọi người nhìn giúp Hương và Hiếu nha, chúng ta sẽ có hai tầng luôn. Có nghĩa là bình thường á là sản phẩm nhiều khi chỉ bày một tầng thôi là hết rồi, nhưng mà hôm nay là cả cái combo của chúng ta là phải để hai tầng bàn mới hết được. Đây, đầu tiên là 10 hộp yến ạ, Legend Bednet. 10 hộp yến này là 18% dòng xuất khẩu của nhà Song Yến nha. Và chúng ta sẽ được mua với giá rất là tốt luôn. Thông thường yến 18% của nhà Song Yến ở ngoài thị trường bây giờ đang bán nó cũng phải rơi vào tầm là 300 đến 300 hơn một hộp nha. Hôm nay chúng ta có 10 hộp đó, mà giá tiền chúng ta mua chỉ hơn 1 triệu thôi. Rồi bây giờ mình kể quà tặng này, chúng ta sẽ có thêm là 2 hộp yến tặng nữa. Đó, có nghĩa là mình mua yến mình tặng cả yến luôn. Rồi ở đây là gì ạ? Những cái lon nước ngẫu nhiên, có thể là yến, có thể là ngũ diệp sâm, nhưng mà toàn là những cái loại nước mà vừa mang tính giải khát nhưng mà lại có dưỡng chất. Rồi cuối cùng sẽ là gì? 2 chai nước rửa chén, 1 chai nước lau sàn. Quá nhiều quà Hiếu ơi. Dạ, Hiếu cộng xương xương, xương sơ thôi là quà này là cũng là tiền triệu đó quý vị. Trong khi cái mức giá sản phẩm chính là đã được giảm rất sâu, rất đậm cho quý vị rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không cùng chốt đơn liền với tổng đài của VTV Hyundai Shopping theo những cách thức quen thuộc quý vị ha. Với tổng đài thường trên màn hình hoặc là chúng ta chốt đơn thông qua ứng dụng VTV Hyundai Home Shopping thôi quý vị, có cả trên iOS hoặc là điện thoại Android quý vị ơi. Nhưng quan trọng là phải chốt đơn liền trong vòng 60 phút đặc biệt này trong chương trình Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam mới có ưu đãi tuyệt vời như vậy. Quý vị đã kịp nghe thông tin về giá và combo ngày hôm nay hay chưa quý vị? Một đơn hàng quý vị ha, 1.299.000 đồng, 10 hộp yến, hàm lượng là 18% collagen Bednet, thêm quà tặng nữa đó chính là 2 hộp. Mà không phải là 18%, không phải là 10%, không phải là 5%, tặng thẳng 2 hộp là 20%. Yến á, nó đậm đặc hơn, nó nhiều hơn, nó dinh dưỡng hơn, để mình trải nghiệm thêm một dòng yến rất cao cấp của Legend Bednet tại VTV Hyundai House Shopping quý vị ơi. Để làm gì? Để tăng cường sức khỏe, hoặc là mình dành những cái món quà tặng này á cho ông bà của mình nè, cho người thân của mình nè, cho đồng nghiệp của mình. Và Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam thì tại sao chúng ta không mang những cái sản phẩm tuyệt vời và tốt cho sức khỏe như vậy để về bồi dưỡng nè, rồi nâng cao sức khỏe cho các thành viên trong nhà của mình nè, ông bà cha mẹ lúc nào cũng vui, cũng khỏe, cũng rộn ràng tiếng cười trong nhà của chúng ta. Một gia đình quá là hạnh phúc, đúng không quý vị? Nhắc lại combo ngày hôm nay, Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam, chúng ta có Legend Bednet thương hiệu Song Yến xuất hiện tại VTV Hyundai với siêu ưu đãi chưa từng có thưa quý vị. 10 hộp 18%, giá bao nhiêu đây? 1.299.000 đồng, tặng thêm 2 hộp 20% thưa quý vị. Chúng ta có dòng yến rất là cao cấp quý vị nha. Rồi có thêm quà tặng nữa là 12 lon nước được giao ngẫu nhiên, 1 chai nước lau sàn và 2 chai nước rửa chén. Đó là quà tặng đặc biệt chỉ áp dụng trong 60 phút này mà thôi thưa quý vị. Đây là bộ sản phẩm mà Hương nghĩ sẽ được chờ đợi trong dịp này, tại vì là hàng chính hãng của nhà Song Yến nhá. Giao hàng nhanh chóng cho tất cả các cô chú anh chị nhà mình trên toàn quốc chỉ sau một cuộc điện thoại, thậm chí là một cái tin nhắn đặt hàng ở trên app thôi. Đây chính là dòng yến cao cấp 18%. Yến này là yến được yêu thích tại VTV Hyundai luôn. Đậm vị yến, giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho những người lớn tuổi này. Mình cần bồi bổ phục hồi sức khỏe và có một cái vị ngon, phải nói là rất là ổn định và tuyệt đỉnh luôn á. Chúng ta thấy yến xào mà mình sử dụng thường xuyên đã là yến xào thì rất là tốt, tại vì nó giàu dinh dưỡng, giàu protein, giàu axit amin, rất là dễ hấp thu và công dụng thì cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mỗi người mình đều nên sử dụng yến mỗi ngày để làm gì ạ? Hỗ trợ phục hồi sức khỏe,
hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng cho kể cả là những mẹ bầu trong nhà của chúng ta này, rồi là em bé này, người lớn tuổi này, người cần phục hồi sức khỏe sau những cơn ốm này. Tổ yến trưng cao cấp này là 18% yến, tốt cho cả sức khỏe của người trung niên và cho cả trẻ nhỏ. Hãy yên tâm bởi vì đảm bảo là yến thật ạ. 12 năm nhà Song Yến đã là một thương hiệu uy tín yến xào cao cấp trên thị trường rồi. Và hàm lượng yến ở đây là 18% nha. Không phải là 10, không phải là 13, cũng không phải là 15 đâu ạ. Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nha. Và đây là thực phẩm dinh dưỡng yến xào cao cấp 12 năm phát triển. Cam kết là gắn kết bền chặt với người tiêu dùng vì chất lượng. Nhà máy sản xuất đã đạt chuẩn quốc tế ISO 22000-2018. Và hôm nay, quay trở lại với Legend Business của nhà Song Yến, chúng ta sẽ có cơ hội mua yến 18%. Và dòng yến 18% này ngày hôm nay chúng ta sẽ cung cấp cho nhau là 10 hộp luôn. 10 hộp luôn, mà giá rất là sốc ạ. 10 hộp này giá chỉ 1.299.000 đồng thôi. Và chúng ta còn được tặng thêm 2 hộp yến 20% nữa. Được tặng thêm 12 lon nước ngẫu nhiên, có thể là lon nước yến, có thể là lon nước ngũ diệp sâm. Được tặng 2 chai nước rửa chén, 1 chai nước lau sàn. 1.299.000 đồng. Nếu mà chúng ta chia ra thì thực sự sản phẩm chính không thôi, nhưng Hương chưa tính quà tặng, là chúng ta đã hời hơn rất nhiều so với mình mua lẻ từng hộp yến rồi. Hương thì Hương thấy rằng là nhà Song Yến ạ, kể từ khi mà xuất hiện trên thị trường Việt Nam của chúng ta tính đến thời điểm này thì phải hơn 12 năm rồi, cỡ 14, 15 năm rồi ạ. Nhưng mà cái Legend Business này này, từ lúc mà cách đây khoảng 3-4 năm, khi mà nhà Song Yến bắt đầu tung ra thị trường là người Việt Nam mình mua được, ngày xưa nó là dòng xuất khẩu thôi ạ. Có nghĩa là Song Yến thì có nhiều dòng yến, nhưng riêng cái Legend Business này nó là dòng xuất khẩu. Thành ra là 4 năm trước, 3 năm trước là chúng ta khó mua được. Chúng ta rất là khó mua được cái dòng yến này. Bởi vậy cho nên bây giờ thì mình có cơ hội mua được, và mua với số lượng nhiều luôn chỉ trong chương trình ngày hôm nay thôi. Ai đã uống cái vị yến này rồi thì sẽ không thể quên được. Dạ, nó ngon, nó dễ uống. Nhưng mà quan trọng là những cái hiệu quả thật, những cái chất lượng thật nha. Nói nhỏ với quý vị nè, Linh Hương nè là tín đồ của Song Yến luôn. Bao nhiêu những dòng yến mặc dù là cũng giới thiệu, cũng quảng cáo, cũng khen ngon, nhưng mà lúc nào đi làm thì thấy trong túi của chị cũng thủ sẵn 2 hoặc là 3 lọ yến. Mà thật sự nha, nhìn chị ấy ngưỡng mộ lắm. Nhìn như vậy đâu ai biết là gái mà 2-3 con rồi, đúng không quý vị? Đó, cái này là hơi nói xấu chị Linh Hương, nhưng mà phải nói để quý vị biết đấy rằng là mặc dù là chúng ta đã bước vào một cái độ tuổi nhất định, mặc dù là chúng ta đã có rất là nhiều những cái sự lo toan trong cuộc sống này, thì biết là nhiều chị nhiều mẹ là vừa quản việc nhà mà là lo thêm cái việc xã hội, nghĩa là phải đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải phụ với gia đình, với chồng của mình nữa thưa quý vị. Rồi về nhà biết bao nhiêu là áp lực, rồi thêm nữa là khói nè, bụi nè, môi trường nè, thời tiết nè, và đặc biệt là cái cơn căng thẳng stress nó kéo tới do cái độ tuổi bước vào tiền mãn kinh, hoặc là cái độ tuổi mang thai chẳng hạn. Đúng, trời ơi, nó áp lực vô cùng luôn. Nhưng chúng ta vẫn có hy vọng, mình vẫn tiếp tục trẻ, vẫn tiếp tục năng lượng, vẫn tiếp tục khỏe. Vì sao? Vì có bí quyết hết quý vị ơi. Một minh chứng sống bên cầu Hoàng Hiếu đây. Và nếu quý vị không tin thì yến, mình theo dõi rất là nhiều những tài liệu, những sách báo thì biết là từ ngàn xưa rồi, những bậc gọi là mỹ nữ á, người ta vào cung và người ta muốn tạo cái sự ấn tượng với quý tộc, với bậc vua chúa chẳng hạn, thì họ luôn có một cách dưỡng nhan, dưỡng sắc, giữ gìn năng lượng và sức khỏe rất là tốt luôn. Và thậm chí là với các bậc vua chúa ngày xưa thì các khối lượng công việc cũng rất là nhiều, mà quản cả một cái đất nước như vậy, cả một cái vùng rộng lớn như vậy thôi quý vị. Sức khỏe phải thế nào á? Sức khỏe nó phải kinh khủng vô cùng quý vị ơi. Nên yến luôn là một trong những loại đặc sản, những loại thượng phẩm mà được dâng lên tiếng cho vua quý vị ha. Ngày xưa thì yến để mà nuôi trồng, để mà khai thác thì khó vô cùng luôn. Phải là những cái hòn đảo ngoài xa, ngoài khơi, và phải là những gia đình họ có truyền thống, có kinh nghiệm, và phải leo lên những cái vách đá nó rất là treo leo luôn. Có những cái cào cây sào mà mắc lên á, đó là lý do người ta gọi là yến sào. Một phần là như đúng vậy rồi. Hoặc là theo cái tiếng Hán Việt thì sào cũng là tổ đó quý vị. Đó, tổ yến quý vị nha. Nên là ngày xưa nó khó khăn vô cùng đó quý vị. Chỉ những người có tiền, có điều kiện họ mới sử dụng được thôi. Nhưng mà sử dụng tốt thì họ mới khai thác nhiều, đúng không quý vị? Rất là may mắn khi mà ngày nay thì công nghệ cũng phát triển rất là nhiều rồi. Chúng ta đã có rất là nhiều những cái nhà máy có thể là nuôi yến tại gia, nhưng mà quan trọng là phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, đúng kỹ thuật thì mới cho được yến chất lượng cao quý vị ha. Và đơn vị Legend Business thì rất tự tin về việc đó thưa quý vị, bởi vì nhà máy sản xuất yến của Legend Business đạt tiêu chuẩn là ISO 22000-2018. Không phải là đơn vị nào, nhà máy nào, thương hiệu nào cũng được cấp giấy chứng nhận sản
xuất quốc tế như thế này đâu quý vị ơi. Chính xác. Và thêm nữa nè, cái đơn vị này đó là tồn tại hơn 12 năm trời tại thị trường Việt Nam của chúng ta rồi. Và từ khi mà VTV Hoa Đào Shopping mà lên sóng ra mắt quý vị thì đã xuất hiện song yến rồi quý vị ha. Vậy thì quý vị có bao giờ tự thắc mắc là cái điều gì làm cho cái nhà máy này, cái đơn vị này, cái thương hiệu này đạt được những chức nhận quốc tế như vậy? Cái điều gì mà giúp cho một cái thương hiệu sản xuất yến trong cái thị trường nó rất nhiều cạnh tranh như vậy mà tồn tại tới hơn 12 năm trời? Ừ. Đó là một cái kỳ tích, một cái sự thành công, phải nói là một cái niềm tự hào rất là lớn của nhà song yến đó quý vị ơi. Nên Hiếu khuyên quý vị á, mình muốn trải nghiệm yến, muốn dùng thử yến mà đắn đo không biết lựa chọn sản phẩm nào thì cứ căn cứ làm cái nào mà có tiêu chuẩn quốc tế, cái nào mà được giấy chứng nhận, cái nào mà tồn tại lâu, thiệt lâu trên thị trường thì nên sử dụng sản phẩm đó quý vị ha. Thì song yến là một trong những thương hiệu Hiếu sẽ liệt kê ở đầu danh sách ưu tiên luôn đó. Quý vị lựa chọn thử để xài quý vị ha. Thì tính tới thời điểm hiện tại, nói về vị ngọt nhá, về cái độ ngọt ý, thì Legend Bucknet của nhà song yến đang là ngọt nhẹ nhất trong các dòng. Yeah. Đó có nghĩa là nếu mà các cô chú nào, các anh chị nào mà chúng ta muốn uống yến nhưng mà nó chỉ là một cái ngọt thoáng qua, gọi là ngọt nhẹ nhàng thôi, thì song yến đang làm được điều này. Và dòng Legend Bucknet này đặc biệt rất hợp với những cô chú lớn tuổi. Tại vì Hương thấy là khi mà chúng ta càng lớn tuổi lên thì mình bắt đầu kiêng ngọt này. Đúng rồi. Mình bắt đầu kiêng tinh bột. Bởi vì ngoài cái việc là tốt cho sức khỏe ra thì mình cũng hiểu rằng là tinh bột ở trong người nhiều quá cũng là thành đường này. Mà đường tinh luyện ở trong người nhiều quá thì cũng sẽ không tốt. Còn ở đây là đường phèn. Đường phèn thì nó bản thân nó đã ngọt nhẹ hơn đường tinh luyện rồi, nhưng mà nó lại còn mát hơn đường tinh luyện nữa. Nên là mình uống yến mình đã lấy được cái dinh dưỡng, những cái nguyên tố vi lượng axit amin từ yến. Xong mình lại còn được gì ạ? Đường phèn thì nó mát, nó ngọt nhẹ, thành ra cái vị nó quyện vào nhau, nó thơm. Đó. Thì Legend Bucknet 12 năm qua, hơn 12 năm qua cái vị nó ổn định y chang như vậy. Yeah. Và lần nào tư vấn cái dòng Legend Bucknet này, Hương cũng nói với các cô chú anh chị là gì ạ? Là ai mà đã uống cái này rồi á thì mình sẽ như kiểu bị nhớ cái vị này và mình quen, mình thích luôn. Hương thì yến nào Hương cũng thích thực sự, không phải là chỉ riêng Legend Bucknet đâu. Nhưng mà có những lúc chúng ta sẽ thích cái ngọt, nó ngọt nhẹ nhàng, nó ngọt thoáng qua. Và vì nó ngọt nhẹ như vậy, thành ra khi mà chúng ta mua những cái yến đây này, đây là yến 18%, mọi người có thể nhìn thấy ở bên trong, nó đặc yến. Legend Bucknet thì không phải là dòng yến với những sợi yến dài đâu ạ. Yến nó không phải là cái sợi dài hẳn ra đâu. Nhưng mà mình ăn vào mình sẽ thấy nó nhiều yến, đấy 18% và nó rất là giòn. Đây ạ, đấy nó đặc cái như thế này. Và quy cách đóng của họ đây, chúng ta sẽ thấy là khi uống vào là ăn yến. Mà Hương với Hiếu thì luôn luôn nói rằng đây là ăn yến. Yeah. Mà nó ngọt nhẹ nhàng, ngọt dễ chịu, ngọt thanh mát. Nói chung là Hiếu nói Hương uống nha. Yeah. Cái vị ngọt này nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc biến tấu ăn hàng ngày quý vị. Với cái vị ngọt thanh thanh nhẹ nhẹ như vậy nè, nên là khi mình cho vào trong cháo nè, trong súp nè, những cái món canh hầm nè, bởi vì nó ngọt nhẹ nhàng, ngọt thoang thoảng qua, nên là sẽ không phá vỡ cái hương vị chính của những cái món súp, những chính cái món cháo. Đó. Nếu mà nó ngọt quá thì chúng ta đã ăn chè rồi, chứ đâu phải ăn cháo ăn súp đâu quý vị. Còn cái này đã cho vào ngọt được quý vị ha. Thơm. Yeah. Cái thơm tức là như này này, yến mà Hiếu công nhận là nếu mà mình tự mua cái tai này về á, nó bị sao? Yeah. Bị tanh. Thật mà, tức là nếu mà tai yến mà nguyên tổ như thế này về mà các cô chú anh chị mình tự trưng á, mình không biết xử lý bằng cách nào đó thì nó sẽ rất là tanh. Tại vì yến nguyên tổ là nó sẽ tanh như vậy đó. Cho nên là những cái nhà mà trưng yến mà gọi là trưng mà tiền triệu một cái chén yến mà đặc yến luôn ý, yeah, là người ta sẽ phải khử mùi bằng gừng này. Hoặc là có những cái cách gia giảm trước đó nữa. Và mình tự làm thì đa phần là Hương thử làm rồi. Yeah. Là hỏng phí lắm. Tại vì mình bị trưng lâu quá nó cũng mất chất dinh dưỡng. Rồi mình không khử mùi được thì ăn nó hơi tanh tanh nhẹ. Yeah. Thế nhưng mà xong yến thì nó xử lý cái mùi này rất là tốt rồi. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà uống vào, ăn vào, nó có vị ngọt nhẹ, thơm nhẹ, mát nhẹ. Nói chung là Hương nghĩ cái này xong rồi cho vào tủ lạnh ấy hả? Cứ mở ra uống thì ngon lắm. Như Hiếu về là đi tập gym về này, làm hũ yến, hoặc đúng trước rồi, khi đi tập làm hũ yến. Xào tinh bột. Đấy. Hạn chế ăn tinh đúng, bột tối đa luôn. Luôn. Nhất là những người giảm cân quý vị. Mà quý vị biết là không có ăn, không có uống thì làm sao mà có năng đúng lượng để làm việc. Mình biết là tập thể dục tốt đó, giảm cân tốt đó, nhưng mà mình còn phải học nè, còn phải làm nè, rồi còn phải vận động, rồi còn phải tiếp xúc với mọi người nữa. Hôm nay đi gặp đối tác, không được gặp đâu,
mệt quá. Mệt quá là thôi hết học việc luôn. Rồi, như vậy thì kinh tế đâu. Đấy. Đó cái việc thấy không mà. Nên là chúng ta hãy tìm kiếm những cái giảm cân nào đó nó phù hợp với bản thân của mình nhất. Và với riêng bản thân Hoàng Hiếu thì Yến luôn là một trong những cái sự lựa chọn. Bởi vì có những ngày thực sự là mình cũng ngại tinh bột lắm. Nhưng mà mình cũng đói, mình cũng cần năng lượng đó quý vị. Thì may quá biết được xong Yến có cái dòng sản phẩm mà cái hương vị của nó ngọt thanh, ngọt mát, ngọt nhẹ nhẹ, ngọt dịu dàng, ngọt thoáng qua thôi. Mà hàm lượng tới 18% quý vị ơi. Trời ơi, nó vừa ít đường nè, nó lại vừa dễ uống nữa. Lấy ra uống trực tiếp luôn quý vị ơi. Đó, kịp thời là cung cấp năng lượng nè. Và ngoài ra nha, còn bổ sung các loại acid amin, các loại protein và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể của chúng ta nữa. Ở năng lượng được tái tạo, tinh thần cũng khỏe khoắn hơn, phấn chấn hơn. Tại vì có vitamin, có khoáng chất bên trong đó quý vị. Rồi đôi khi là mình thay thế cho cả một cái bữa ăn luôn. Với riêng Hoàng Hiếu nha, tại vì mình đã ăn kiêng nên là ăn một hũ yến thôi là nó cũng đã vừa đủ cái nguồn năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể của mình rồi. Còn quý vị, chúng ta theo đuổi những mục đích giảm cân hay là tăng cường sức đề kháng hay là duy trì sức khỏe thì cũng cần phải bổ sung yến trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình thưa quý vị. Bởi vì nó hỗ trợ mình khỏe hơn nè, đẹp hơn nè, cải thiện cho sức khỏe, cho vóc dáng, cho giấc ngủ, cho rất nhiều những cái yếu tố khác giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống được tận hưởng một cách thoải mái và trọn vẹn hơn rất nhiều quý vị ha. Và chúng tôi nhấn mạnh đây là sản phẩm của Legend Budnet, hoặc ở Việt Nam của chúng ta gọi là Song Yến đó quý vị. Một cái thương hiệu tồn tại đã 12 năm trời rồi quý vị ơi. Nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất quốc tế luôn, ISO 22000-2018 đó quý vị. Đầy đủ giấy chứng nhận và cấp phép bởi những đơn vị đầu ngành, những cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam của chúng ta. Và với hương vị ngon, thanh, mát, ngọt, nhẹ, chúng ta dễ dàng uống trực tiếp nè. Hoặc là mình kết hợp với các món chè, các món cháo, các món ninh hầm, hoặc là mình kết hợp ăn với trái cây cũng rất là ngon và dinh dưỡng quý vị ha. Những cái ngày mà đi làm về mệt đó, còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta mở tủ lạnh của mình ra, lấy ngay một cái lọ yến ha, nó lạnh lạnh mà nó bốc hơi ở bên ngoài luôn á, lên hương trộn nó ngon lắm ha. Còn nhà mà không có tủ lạnh á, mình lấy nước đá cho yến bên trong, nó thay thế cho cái món giải khát, một cái món chè, một cái món gì đó ngọt ngọt để chúng ta kịp thời có năng lượng, có đường ở bên trong là mình thấy tỉnh táo liền à, thấy yêu đời liền thưa quý vị. Nhưng quan trọng bên trong, đường bên đây là đường vàng và hàm lượng nó vừa phải đó quý vị. Tức là mình sẽ không lo cái vấn đề bị lão hóa nè, không lo cái tình trạng lỏng lẻo cái collagen trong cơ thể của mình nè quý vị. Và đặc biệt là phụ nữ ha, người lớn tuổi nè, rồi trẻ em nè, thanh niên nè, rồi các bạn thanh, rồi những anh cô chú mà chúng ta thường xuyên mệt mỏi, khó ăn khó ngủ, hoặc là những bác tài mà mình lái xe đường dài đó. Đó, có sẵn mấy hũ yến này trữ sẵn trong xe của mình quá là tuyệt vời. Và combo ngày hôm nay thì nó cũng rất là hợp lý để mà mình dành tặng cho gia đình của mình nữa quý vị. Chính xác luôn ạ, ngày gia đình mà. À, chúng ta đang trong cái chuỗi chương trình là mừng ngày gia đình Việt Nam. Thành ra là nếu như mà bây giờ á, các anh chị nào mà mình cũng muốn gọi là nhân cái dịp này mình bày tỏ một chút tình cảm, thay lời muốn nói, thì mình cũng có thể mua luôn bộ sản phẩm ngày hôm nay. Đó chính là yến của nhà Song Yến. Dòng này tên là Legend Budnet. Và chúng ta sẽ thấy yến 18%, nó cũng khác biệt rất là lớn. Tại vì yến nhiều hơn mà, thì dinh dưỡng vào cơ thể mình cũng sẽ nhiều hơn. Và riêng yến á, thì ai cũng có thể dùng được. Theo Hương thấy thì trẻ con mà tầm từ 3 tuổi trở lên á, là các mẹ có thể cho các con thưởng thức yến được rồi. Tại vì đấy cũng là một trong những cái cách để hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa các con nó tốt hơn này, kích thích ăn uống cho các con. Tại vì những em bé mà biếng ăn á, là Hương thấy bí quyết của các mẹ luôn luôn là gì ạ? Là cho các con ăn yến. Một phần là để có đủ cái dinh dưỡng. Nếu lỡ con có gọi là không ăn một cái bữa nào đó trong ngày mà được trọn vẹn, được ăn hết ấy, thì chúng ta có thể bổ sung thêm bằng những cái hũ yến này. Hoặc không thì chúng ta nên bổ sung theo kiểu là các cái bữa xế, bữa phụ để các con ăn ngon miệng hơn. Người lớn tuổi cũng rất là thích uống cái dòng yến này luôn. Cho nên ngày hôm nay combo là 10 hộp, 18%. Bình thường á, nhà Song Yến cũng sẽ có cả dòng 15%. Nhưng mà những cái ngày đặc biệt này, Vitamin Day ưu tiên gọi là lựa chọn những cái dòng yến hàm lượng cao một chút ạ, để các cô chú anh chị nhà mình có cơ hội vừa được thưởng thức hoặc là làm quà tặng cũng rất là sang. 1.299.000 đồng. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây là gì ạ? Là 1.299.000 đồng chúng ta mua 10 hộp yến 18%, nhưng quà tặng là tặng hẳn 20 hộp 20%. Đây ạ, 20% yến mà tặng 2 hộp luôn. Tức là chúng ta biết là cái yến 20% thì đương nhiên hàm lượng nó sẽ nhiều hơn rồi, và tiền nó cũng sẽ đắt hơn là 18-15%. Tặng tiếp là 12 lon nước ngẫu nhiên, có thể là ngũ diệp sâm, có thể là yến. Tặng 1 chai nước lau sàn, tặng 2 chai nước rửa chén. Nói chung là chưa bao giờ có quà tặng nhiều như thế này đâu ạ.
Ngày Gia đình Việt Nam mà, gia đình thì chúng ta có nhiều thành viên cho nên quà tặng cũng phải nhiều để làm sao mà phù hợp với tất cả các thành viên trong một gia đình. Dạ, chúng ta có tới 10 hộp, 18% ha. Và đây là dòng yến cao cấp thưa quý vị. 18% là cao cấp rồi, cao cấp hơn 5% là 10%, rất là nhiều luôn. Và là cái hương vị dễ uống thôi quý vị. Vị ngọt thanh ha, rồi đậm vị yến nè, rồi giàu dinh dưỡng bên trong nè, tốt cho người lớn tuổi, bồi bổ phục hồi sức khỏe của mình. Và phải là cái vị ngon này là không thể nào mà có thể là quên được quý vị. Nhẹ nhàng, thanh mát, thoáng qua như vậy đó quý vị. Nhưng mà nó dinh dưỡng lắm nha. Bên trong sẽ là protein nè, acid amin, dễ hấp thu, công dụng tốt với sức khỏe của mình. Và dạng đóng trong từng lọ nhỏ như thế này thì nó sẽ tiện lợi hơn để mình mang đi học, đi làm, đi chơi, để mình sử dụng mỗi ngày, phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng quý vị ha. Bồi bổ dinh dưỡng nè, nhất là đối tượng phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người mà khó ăn, khó ngủ hay bị những cái bệnh cảm vặt thời điểm hiện tại đó quý vị. Nên dùng yến đi, tăng cường rất là tốt cho sức khỏe và sức đề kháng của mình đó quý vị. Tổ yến chương cao cấp hàm lượng 18% cho sức khỏe của người trung niên và trẻ nhỏ, đảm bảo là yến thật. Với 12 năm thương hiệu uy tín, yến xào cao cấp quý vị ha. Với hàm lượng yến bên trong sẽ là 18% cho mỗi lọ. Và hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thưa quý vị. Thực phẩm dinh dưỡng từ yến xào cao cấp, 12 năm phát triển với cam kết gắn với chất lượng người tiêu dùng, vì chất lượng quý vị nha. Đây, nhà máy đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế 2018 thưa quý vị. Đó là những gì mà chúng tôi rất là tự tin chia sẻ về sản phẩm này. Còn bây giờ là thời gian để chúng ta cùng chốt đơn với chương trình quý vị nhé. Từ năm 2007, Hoàng Nam đã bắt đầu xây dựng nguồn nguyên liệu yến xào chất lượng được kiểm soát. Chúng tôi đã dành 2 năm đầu tiên để tập trung tất cả nguồn nhân lực và tài chính vào việc xây dựng, khai thác nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ yến nhà và yến thiên nhiên. Trong quá trình này, công ty đã chủ động hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu yến xào hàng đầu Việt Nam ở các trường đại học uy tín như Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tự nhiên, Đại học Nông Lâm để nghiên cứu thử nghiệm các sản phẩm yến xào chất lượng, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất. Hoàng Nam luôn nghiêm ngặt trong suốt quá trình nghiên cứu và sản xuất. Các sản phẩm của công ty phải trải qua quá trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO, HACCP là những tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu. Nhờ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hoàng Nam đã vinh dự nhận được rất nhiều bằng khen và huy chương như Thương hiệu mạnh ASEAN năm 2017, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu Việt được yêu thích. Đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng công ty luôn sáng tạo và cải tiến không ngừng để đem đến cho khách hàng sản phẩm dinh dưỡng đa dạng và đi đầu về chất lượng trong ngành yến xào Việt Nam. Các chuyên gia của Hoàng Nam đã phát triển thành công công nghệ tiệt trùng, sử dụng vi sóng hoàn toàn mới với nhiều ưu điểm vượt trội như tiệt trùng hiệu quả trong thời gian ngắn, ít tiêu hao năng lượng, từ đó nâng cao công suất, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng và dược mỹ phẩm chất lượng an toàn. Vâng ạ, hy vọng là với một cái đoạn clip ngắn vừa rồi thì chúng tôi đã củng cố thêm niềm tin của quý vị về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm ngày hôm nay quý vị ơi. Còn bây giờ việc của chúng ta là phải chốt đơn liền thôi, bởi vì đang là chương trình mừng ngày gia đình Việt Nam nên đang có mức giá rất là tốt thưa quý vị. Với 10 hộp yến 18% ngày hôm nay trong chương trình đặc biệt mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta không phải chi là 2, 3, 4, 5 triệu đồng đâu quý vị ơi, 1.299.000 đồng mà thôi. Quá là rẻ quý vị. Và thật sự là tâm sự với cái mức giá này thì tới thời điểm hiện tại là Hoàng Hiếu vẫn còn cái sự ngỡ ngàng không tin luôn quý vị. Phải liên tục là nhìn chị Linh Hương hoặc là xem hỏi cái chị đạo diễn có đúng hay không. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị xin tự tin khẳng định là một lần nữa, Linh Hương ha, bao nhiêu ạ? 1.299.000 đồng. Đó là sản phẩm chính thôi quý vị ơi. Rồi quà tặng của chúng ta có gì đây ạ? 2 hộp 20%. Mà cái hộp 20% này một hộp thôi bình thường cũng là 300-400.000 đồng rồi. Ngày hôm nay chơi lớn luôn, hai hộp tặng mùi miễn phí hoàn toàn nha. Phải đặt hàng trong khung giờ này nha. Rồi ngoài hai hộp miễn phí đó có thêm quà tặng tiếp theo là 12 lon. Bình thường là tặng có 6 lon hoặc là không tặng, ngày hôm nay tặng 12 lon nước giải khát giao ngẫu nhiên, có thể là yến hạt chia, có thể là ngũ diệp sâm hoặc là yến chương đường phèn, cái nào nó cũng ngon, cũng để xứng đáng để mình trải nghiệm hết quý vị. Và quan trọng là miễn phí hoàn toàn. Còn cái này nè,
Đó, thích lắm. Thích thực. Thích lắm. Trời ơi, bây giờ mà nhắc tới mà nhà cửa dơ mà bụi nó bọng lên, cái tự nhiên muốn ho. Đúng. Đó, sợ vô cùng luôn. Còn nước lau sàn dạ, sạch như ly như lau luôn. Mà cái này Hiếu không hay mua, không biết là giá có mắc không chị Hương? Thực ra là cái bộ mà quà tặng nước lau sàn với nước rửa chén này này, dạ, nếu mà tính ra nó cũng là tiền trăm nếu mà chúng ta mua như vậy. Tất nhiên là bởi vì nếu mà mình mua lẻ những cái chai nhỏ nhỏ mấy chục ngàn thì dùng nó rất là nhanh hết. Đúng rồi. Mà Hiếu biết là trong gia đình á, tại sao mà phòng marketing VTV Hyundai lại cố tình để cái bộ quà tặng là nước rửa chén và nước lau sàn, là bởi vì cái này là cái không bao giờ thiếu trong gia đình của chúng ta luôn. Yeah. Mình nói về quà tặng một tí xíu, tức là mọi người sẽ thấy rằng là nước lau sàn và nước rửa chén là hai cái mà mình dùng hàng ngày luôn. Nhà ngày nào chắc chắn cũng phải lau. Chính xác. Đúng không? Rửa chén thì ngày còn phải rửa mấy lần ấy đúng, chứ. Đúng. Ít nhất là 3 lần. Đó thì đấy là những cái vật dụng mà chúng ta thấy nó sẽ rất là nhanh hết và nó gọi là như kiểu đồ dùng thiết yếu đó. Thì chúng ta cứ được tặng là chúng ta thích hơn là phải đi mua. Nay mua một chai bé xíu, cái mai hết lại chạy tươm tớp ra siêu thị mua mà nhiều khi lại không đúng cái loại mà mình đã mua tạm hôm trước chẳng hạn. Rồi mình thích loại này, mình không mua được nhiều, mình cứ mua lắt nhắt thành ra tặng luôn một cái bộ này để các chị các mẹ nhà mình á uống yến vào thì khỏe xong làm công việc nhà nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó thư thái, đúng không ạ? Hoặc ngược lại, làm công việc nhà xong, rửa chén, lau nhà, giặt đồ, phơi phóng, đón con, xong xuôi hết đi mệt quá, uống hũ yến. Đấy, yeah, đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng là gia đình ấy thì nó kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Thực chất thì chúng ta muốn có một cái gọi là không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc thì đầu tiên là các thành viên trong gia đình phải khỏe. Thứ hai nữa là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm đấy. Đồng ý, đồng ý là cái câu là như vậy. Cho nên quà tặng nó mới thế kia đấy ạ. Và đây là lần đầu tiên, có lẽ là cũng sẽ là lần duy nhất của cái dịp này mình sẽ có cái bộ quà tặng này được đi kèm, yeah, với những cái sản phẩm mà chúng ta thấy là nó vừa liên quan tới sức khỏe và nó vừa liên quan tới chăm lo gia đình. Dạ, và đặc biệt là cái công việc mà rửa đồ đạc ở trong nhà của mình á, không biết là quý vị có giống ban đầu Hoàng Hiếu không, mỗi lần mà đi qua cái bồn rửa chén á nha, mà thấy có một cái chén ở trong đó thôi là mình cảm thấy nó tức mắt, nó khó chịu vô cùng luôn. Đấy, một cái chén mình đó là không rửa, mình để nhiều rồi, chén đi rửa cho nó một lần đi đỡ tốn nước xà phòng, nhưng mà tới khi nhiều chén quá bận quá rồi thế là 2-3 ngày không rửa chén luôn. Có hay không ạ? Những gia đình mà gọi là neo người 2-3 hoặc là 4 thành viên thì sẽ có tình trạng đó quý vị. Thôi thấy là phải rửa liền quý vị nha. Mà mỗi lần rửa như vậy là nó tốn xà bông lắm quý vị. Nên trữ sẵn trong nhà của mình ha. Mà chai này chai to, tặng chai to luôn. Đúng rồi, ngoài việc là phải rửa thường xuyên thì mình cũng tìm những cái giải pháp để nó đỡ sử dụng chén dĩa lại đi. Ví dụ như muốn ăn yến chẳng hạn, bây giờ là phải có một cái đúng rồi, chân yến, một cái nồi ha, rồi một cái vỉ ha, rồi bên cạnh đó những cái dụng cụ như cái rây, rồi Hiếu thấy là những người chuyên nghiệp họ có một cái cào cào ra như đúng vậy rồi, nè, rồi lấy một cái nhíp ha, đó là phải rửa hết nha, nó mới tuyệt trùng, nó mới an toàn nha. Đúng. Mà chưa kể quý vị, cái lúc mà chân không khéo á, yến nó đổ, nó tháo ra bên ngoài nữa, rồi nó đóng cặn nữa, rồi mình phải chà nữa. Ngủ như này luôn. Trời ơi, thời gian đâu đúng không quý vị? Rồi đó, rồi tốn thêm xà bông để chén của mình nữa, thì thôi lấy cái này ra uống coi nó tiện hơn không? Đúng. Nó ngon hơn hay không quý vị ha? Ngày hôm nay là cơ hội để mình gọi là sống một cách nó nhẹ nhàng hơn, nó tiện lợi hơn, nó đơn giản hơn. Chứ nó về nhà mà cứ mỗi lần về nhà là phải rửa chén nha, về nhà là phải chân yến nha, về nhà là phải làm A, B, C, D các kiểu. Thôi khỏi về nhà được không? Khỏi có nhà được không? Đó là cái cảm giác của rất là nhiều người mệt mỏi khi mà nghĩ tới gia đình của quý vị. Quên đi chuyện đó quý vị ơi. Tiện lợi nè, nhanh chóng nè, đơn giản nè. Về nhà là có niềm vui, về nhà là được ăn yến thoải mái luôn quý vị nha. Ngày hôm nay là cái mức giá đúng nghĩa là giúp cho quý vị có thể ăn yến, sử dụng yến một cách thoải mái tại nhà của mình thưa quý vị. Và chúng ta mua được nhiều thì mới thoải mái được, đúng không ạ? Nên là combo sẽ là 10 hộp. Và 10 hộp này là 18% yến ở đâu ạ? Nhà Song Yến. Đó, nhà Song Yến thì quá nổi tiếng rồi. Và đây là dòng xuất khẩu nha, dòng Legend Breakneck. Thì chúng ta sẽ được mua cái combo này với giá tốt. Giá tốt ở đây là gì ạ? Bình thường một hộp yến 18% nó sẽ rơi vào tầm 300 ngàn hơn đấy ạ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chia đi 1.299.000 đồng cho 10 hộp 18% thôi Hương, chưa cần cộng thêm quà tặng nữa. Đó, thế nếu mình cộng thêm quà tặng nữa thì sẽ có gì? Hai hộp yến 20%. Yến 20% chắc chắn phải tầm trên 400 ngàn rồi. Có những nơi sẽ bán 450 ngàn đồng cho một hộp yến 20%. Đó, Hương đã từng mua rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang được tặng hai hộp yến 20% luôn để mình dùng thử. Nếu thấy ngon thì biết đâu sau này mình sẽ có thêm những cái chương trình mà bán yến 20% của nhà Song Yến luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là 12 lon nước ngẫu nhiên. Lon nước này có thể là yến, có thể là ngũ diệp sâm, có thể là yến hạt chia. Đó, thì cái nào cũng sẽ ngon như nhau và nó vừa giải khát, nó vừa có dưỡng chất. Cuối cùng sẽ là quà tặng riêng của cái chuỗi chương trình này là hai chai nước rửa chén và một chai nước lau sàn. Thì chuỗi chương trình này là mừng ngày gia đình Việt Nam, cho nên là mình vừa có cái cớ để mình mua được nhiều các cái món đồ mà giá thành tốt, quà tặng hấp dẫn chưa bao giờ có.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là vì là ngày gia đình thì các cô chú anh chị cứ yên tâm là mình đang cần mua cái gì mà dành cho tất cả các thành viên trong gia đình thì nó sẽ đều có trong cái dịp này đó. Yeah. Nhưng mà vỏn vẹn có mấy ngày thôi, thành ra là mà không phải lúc nào cũng là Yến đâu nhá. Bây giờ các cô chú anh chị nhìn thấy Hiếu và Hương ở đây thì thấy Yến thôi, chứ một lát nữa là sản phẩm khác. Yeah. Hoặc là qua tinh ngày mai, hoặc là hôm trước đấy, mình biết là nó lại là sản phẩm khác. Yeah. Bởi vậy cho nên là chúng ta gặp cái nào chúng ta cứ mua liền cái đó để giữ được giá tốt và quà tặng tốt. Có thể là quý vị mở tivi lên mà mình không có coi, mình chỉ nghe thôi. Cái là giọng Hiếu và giọng Hương đó. Đó, nhưng mà mình xem lại thì nhìn kỹ là hai cái bộ đồ khác rồi. Nhìn kỹ là em và đã trong chương trình là khác cái bộ sản phẩm cơ. Khác luôn rồi quý vị, một cái chương trình khác luôn quý vị nha. Nên là hỏi chương trình này nó sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong cái chuỗi chương trình mừng ngày gia đình Việt Nam. Ôi không nói khó luôn quý vị, nhiều khi chỉ một lần này thôi. Dạ, bởi vì cái số lượng mà cuộc gọi bây giờ đổ dồn về á là đại đa số là fan, là fan của nhà sông Yến. Chúng tôi thống kê là một cái con số 10, cứ trung bình 10 cuộc gọi thì hết 9 cuộc là những khách hàng cũ. Đúng họ rồi. Là khách hàng cũ bởi vì họ đã sử dụng rồi, họ tin tưởng dòng sản phẩm này rồi và họ quay trở lại mua thêm lần nữa để trải nghiệm với dòng sản phẩm đó. Thật ra cái sự chung thủy này mình thấy là dễ hiểu lắm quý vị. Đúng. Với một cái thị trường mà nó vô vàn những cái loại sản phẩm, nhiều thương hiệu khác nhau và nhiều mức giá khác nhau, đâu là cái sự phù hợp với cho mình thì đòi hỏi là mình phải có một cái sự trải nghiệm. Đã tốn một thời gian rất là lâu rồi mình mới tìm được chân ái cho cuộc đời của mình thì làm sao mình lại thay đổi làm chi đâu quý vị. Lỡ mua cái sản phẩm khác nó không có ngon, rồi nó không có tiêu chuẩn, không có chất lượng, hoặc là giá nó cao hơn, hoặc là nó không có cái sự bao bì hoặc là đóng gói như chúng ta mong muốn thì sao quý vị? Thì Song Yến đã trở thành chân ái của rất là nhiều gia đình thời điểm hiện tại quý vị nha. Nhiều người họ mua rồi, họ sử dụng, họ an tâm, họ quay trở lại mua. Còn quý vị ngại ngần đắn đo gì nữa quý vị? Đây là sản phẩm của nhà Hoàng Nam quý vị nha, Legend Bed Net Song Yến, với thời gian tồn tại tới thời điểm năm nay là 2024 đã là hơn 12 năm rồi. Và nhà máy là đã đạt tiêu chuẩn là quản lý quốc tế ISO 22000-2018 quý vị ơi. Và chúng tôi còn có thêm những cái cam kết hoàn tiền với chất lượng lên tới 10 lần giá trị của mỗi đơn hàng nếu quý vị mua về sử dụng và phát hiện chứng minh được đây không phải là hàng chính hãng, hàng nhá, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng quý vị. Đó là những cái điều mà chúng tôi tự tin khẳng định và cam kết tới thời điểm hiện tại luôn quý vị ơi. Vấn đề của chúng ta phải đắn đo là thời gian dành cho chương trình này không có nhiều, rất có thể đây là số phát sóng đầu tiên và cũng là duy nhất của chủ chương trình mừng ngày gia đình Việt được Nam quý vị nha. Đó nên là đừng có ỷ y là còn đúng giờ mà ạ. Mình lười đặt hàng quý vị ha. Bây giờ thời gian của chương trình là phải nói trôi qua hơn một nửa rồi. Yeah. Thành ra là các cô chú anh chị biết rằng là mình bao giờ cũng vậy thôi, mình đi mua kể cả hàng ở siêu thị mà có khuyến mãi thì chúng ta cũng thấy nó có thời gian nhất định mà. Ví dụ như là chương trình chỉ diễn ra trong ngày này đến ngày kia. Hoặc là thậm chí Hương đi siêu thị còn có những cái lúc mua rau là có giờ 4 giờ đến 5 giờ chiều hay là 5 giờ đến 6 giờ chiều sẽ là một cái mức giảm giá gọi là siêu đãi và đến hết giờ là hết luôn. Mà lúc đấy có còn rau đi chăng nữa thì người ta cũng không bán giá đó được nữa, tại vì người ta đã cài đặt máy móc hệ thống tính tiền đến hết cái giờ đấy là người ta khóa cái mã hàng đó với cái giá niêm yết đó lại. Thì đây cũng như vậy luôn. Thật sự, tại vì chúng ta mua sắm chúng ta cũng biết là nếu như mà cứ để tràn lan theo kiểu như là bây giờ Hương với Hiếu báo cái giá là 1.299.000 đồng. Xong bất kỳ lúc nào trong ngày từ giờ đến đêm các cô chú gọi điện mà vẫn giá đó thì còn gì là ưu đãi chớp nhoáng nữa đúng không ạ? Nó phải có gọi là khoảnh khắc nào đó để biết được là ai thực sự may mắn và nếu như chúng ta gặp được cái chương trình này thì mình nên đặt hàng luôn. Tại vì đối với Hương á, những cái đồ mà mua dụ như là quần áo hay là đồ gia dụng thì Hương có thể mua ở đâu cũng được, không nhất thiết mình phải quan trọng là mua trên truyền hình hay là có cái cam kết gì. Nhưng mà chúng ta mua những đồ để ăn để uống mà lại còn có tính gọi là hơi bổ dưỡng nha, thì chúng ta nhất định phải mua những cái đồ uy tín chất lượng. Và những cái đó thì Hương và những cái người thân quen của Hương đang bắt đầu có một cái thói quen là mua trên truyền hình. Tại vì cái cam kết thứ nhất là nó rất rõ ràng, thứ hai là nó phải trải qua kiểm định. Có nghĩa là những cái đồ này mà mình nói là Yến 18% thì chắc chắn nhà Song Yến phải đảm bảo, phải cam kết cho chúng ta luôn là như thế. Thì VTV Online mới có thể bán được sản phẩm này ở đây. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ nói miệng với nhau còn ở trong là cái gì thì nói thật chỉ giống như là chúng ta gọi là Hương tự trưng Yến xong Hương bán cho Hiếu thì câu chuyện nó lại khác đúng không? Và phải nói là thời điểm hiện tại thì công nghệ phát triển mà. Chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn mua hàng ở những cái đơn vị khác nhau, những cái phương thức khác nhau, kể cả là trên những cái ứng dụng mua sắm cũng nhiều có lắm, quý vị. Nhiều nền tảng lắm Nhưng mà thật sự thì đã bao giờ
quý vị mua những cái sản phẩm mà giá rẻ, vô cùng rẻ luôn, nhưng mà nhận về á, mình nói là hàng trên mạng là một kiểu, mà nhận về là kiểu khác. Bao nhiêu những cái sự hụt hẫng, những cái sự khó chịu, những cái sự bực tức, và đôi khi là còn mất lòng tin nữa thưa quý vị. Rồi đôi khi á, mua về mà có một cái vấn đề gì đó về sức khỏe, hoặc là hàng mà quá đắt, hoặc là bị bể, bị vỡ, mình hỏi ai mình bồi thường bây giờ, khó vô cùng quý vị ơi. Đó là lý do mà chúng ta tìm kiếm được rất nhiều những cái thương hiệu, những cái sản phẩm tràn lan trên thị trường và trên những cái không gian mạng như vậy thưa quý vị. Nên là không mua chỗ này thì mua chỗ khác, mà họ đâu có uy tín, không có tên tuổi, họ bán hàng một ngày, hai ngày bán hết hàng trong con thì họ dẹp, chứ mình đâu có khiếu nại họ được, họ đâu có trách nhiệm gì với mình, mà tìm cũng rất là khó khăn quý vị ơi. Nhưng với Song Yến là một cái đơn vị 12 năm và được phân phối tại VTV Hyundai Home Shopping, là sóng truyền hình quốc gia đó quý vị. Không phải là đơn vị nào, sản phẩm nào cũng dễ dàng được lên sóng của VTV Hyundai đâu quý vị ơi. Nên đây là yếu tố mà chúng tôi nghĩ là quý vị cũng rất cần phải cân nhắc để chúng ta mua những sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe của mình. Hơn thế nữa thì ngày hôm nay mức giá 1.299.000 đồng là siêu kinh tế trong thời điểm bảo giá này. 1.299.000 đồng mà mang về 10 hộp, vị chi ra mỗi hộp đồ đó khoảng có 130.000 thôi. Đó là sản phẩm chính nha. Và nếu như mà với 1.299.000 đồng mà mang về 10 hộp như vậy thôi, không có quà tặng, là Hiếu Thái cũng vô cùng hấp dẫn rồi. Vậy mà ngày hôm nay, mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta còn có thêm bao nhiêu tên quà tặng ta? 1, 2, 3, 4 bộ quà tặng trong một đơn hàng. Và đây là tất cả những quà tặng chúng ta sẽ nhận được trong một đơn hàng quý vị, chứ không phải là lựa chọn quý vị nha. Cứ chốt lên thành công là 2 hộp Yến 20%, 12 lon nước giải khát giao ngẫu nhiên, 1 chai nước lau sàn và 2 chai nước rửa chén tặng miễn phí cho quý vị. Nhưng nhớ là ưu đãi này chúng tôi chỉ áp dụng trong 60 phút đặc biệt của chương trình ngày hôm nay mà thôi. Và thêm nữa là chế độ giao hàng toàn quốc, nghĩa là mình được nhận hàng, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền quý vị nha. Chốt đơn liền trước khi hết giờ và hết hàng quý vị ơi. Từ năm 2007, Hoàng Nam đã bắt đầu xây dựng nguồn nguyên liệu yến xào chất lượng được kiểm soát. Chúng tôi đã dành 2 năm đầu tiên để tập trung tất cả nguồn nhân lực và tài chính vào việc xây dựng, khai thác nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ yến nhà và yến thiên nhiên. Trong quá trình này, công ty đã chủ động hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu yến xào hàng đầu Việt Nam ở các trường đại học uy tín như Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tự nhiên, Đại học Nông Lâm, để nghiên cứu thử nghiệm các sản phẩm yến xào chất lượng, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất. Hoàng Nam luôn nghiêm ngặt trong suốt quá trình nghiên cứu và sản xuất. Các sản phẩm của công ty phải trải qua quá trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO, HACCP là những tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu. Nhờ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hoàng Nam đã vinh dự nhận được rất nhiều bằng khen và huy chương như Thương hiệu mạnh Asia năm 2017, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu Việt được yêu thích. Đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng công ty luôn sáng tạo và cải tiến không ngừng để đem đến cho khách hàng sản phẩm dinh dưỡng đa dạng và đi đầu về chất lượng trong ngành yến xào Việt Nam. Các chuyên gia của Hoàng Nam đã phát triển thành công công nghệ tiệt trùng, sử dụng vi sóng hoàn toàn mới với nhiều ưu điểm vượt trội như tiệt trùng hiệu quả trong thời gian ngắn, ít tiêu hao năng lượng, từ đó nâng cao công suất, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng và dược mỹ phẩm chất lượng an toàn. Chúng ta thấy rằng là yến xào của nhà Hoàng Nam á, hay mình còn gọi một cái tên thân quen là Song Yến, đã có hơn 12 năm rồi, tính đến thời điểm này thì nó phải là 14-15 năm có mặt trên thị trường Việt Nam. Và hôm nay chúng ta đang cung cấp cho nhau là dòng Legend Business. Đây là một cái dòng đặc biệt của nhà Song Yến. Tức là trước đây thì như Hương đã chia sẻ ở đầu chương trình đó, là dòng xuất khẩu. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng mua được dòng này rồi. Và đây là 18% luôn ạ. Các cô chú anh chị đã quen là mình có thể uống Yến 10% cũng có Yến là tốt rồi, đúng không ạ? 12, 13%, thậm chí 15% là nhiều rồi.
nhưng mà 18% bắt đầu được tính là dòng yến cao cấp, đẳng cấp rồi. Tại vì cái hàm lượng yến nó nhiều, cho nên là chúng ta uống này trực tiếp hay là cái cách mà chúng ta gia giảm cùng với các gia vị khác cũng là những cái sự sáng tạo của các chị em nội trợ. Khi mà các bà các mẹ mua được những cái sản phẩm yến như thế này về nhà, ngoài cái việc là chúng ta phui từ hũ ra uống luôn thì chúng ta còn có thể thấy là gì ạ? Mình trưng thêm với những cái đồ như là hạt sen, táo đỏ, kỳ tử này, thậm chí là nấu cùng với cả những cái đồ ăn mặn như là cháo, súp, thoải mái luôn. Và một cái hộp như thế này có 6 hũ ở bên trong, mình mua, mình sử dụng hay mình làm quà tặng đều rất là đẹp, rất là sang. Ý nghĩa ở đây là ý nghĩa kể cả về mặt tinh thần lẫn vật chất nữa. Tại vì bản thân á, tinh thần là gì? Ở đây là có sức khỏe, cho nên là sẽ khỏe, sẽ đẹp, là tinh thần cũng sẽ sảng khoái hơn. Và nếu như mà chúng ta thấy cái vật chất là gì? Là một cái hộp yến 18%, làm gì có giá dưới 300 ngàn đồng đâu ạ, mà lại là của nhà Song Yến nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta mua được hẳn là 10 hộp 18%. Và 10 hộp 18% này với giá chỉ 1 triệu 299 ngàn đồng đã là rẻ hơn rất nhiều so với mình đi mua lẻ rồi. Tại vì chúng ta biết là uống yến mỗi ngày thì nó sẽ bổ sung dinh dưỡng cho tất cả các thành viên trong gia đình, từ là những người lớn tuổi này, ở đây là các cô chú này, rồi chúng ta, những người mà đang trong cái giai đoạn đi làm kiếm tiền nhiều khi cũng rất là mệt mỏi, vất vả nữa này. Và mình lại muốn gọi là níu giữ tuổi xuân chẳng hạn, đặc biệt với các chị, các dì, thì đây cũng là một trong những cái bí quyết mà Hương nghĩ là chúng ta nên có ở nhà sẵn đi. Để đến cái lúc mình cần mình mới mua ấy, thì thứ nhất là mình không mua được. Và nếu như mua được thì có thể nó sẽ rất đắt nữa. Tại vì hiểu biết ông Hương đã từng mua một cái hũ yến này của nhà Song Yến nha. Song Yến bán luôn 15% ạ. Nhưng mà là gì? Ở một cái siêu thị 24 giờ. Yeah. Ngày hôm đấy mình mua là cũng 10-11 giờ tại vì là bị cảm á. Yeah. Đó, thế là bảo thôi bây giờ không ăn cái gì cả thì mới nhờ người nhà cho chạy ngay siêu thị bên cạnh. Siêu thị 24 giờ thì các cô chú anh chị biết rồi đấy. Tất nhiên giá thành của siêu thị 24 giờ thì bao giờ nó cũng chênh hơn với cả siêu thị lớn tầm 1-2 ngàn đồng. Yeah. Nhưng một cái hũ yến của nhà Song Yến luôn được bán tại cái siêu thị gần nhà Hương 55 ngàn, 15%. 55 ngàn một hũ nha, đấy là hũ bán lẻ đấy ạ. Thì mình cứ tự nhân lên 6 hũ là bao nhiêu tiền một hộp rồi, mà đấy là yến 15% nha. Đó, thế thì chúng ta mới biết rằng là nếu như trong trường hợp mà lúc mình cần mà lỡ làng mình phải mua thì nó sẽ là như vậy đấy. Còn bây giờ chúng ta mua sẵn đi 10 hộp này, thậm chí 2-3 combo này, mình để ở nhà một combo, mình tặng mẹ chồng một combo chẳng hạn, tặng bà ngoại một combo chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ thấy là lúc nào trong nhà cũng có sẵn những cái đồ để nhớ ai đó ốm yếu cảm mạo thì không ăn được nhiều, mình cứ một hũ yến cái đã. Cái hũ yến này nó rất là hay ở chỗ là có những lúc Hương là cơ thể thuộc dạng nhạy cảm nhá, mình cũng chẳng biết là mình là huyết áp cao huyết áp thấp luôn ấy, có nghĩa là có những lúc như thế này mà Hương tự nhiên người Hương nó cứ nôn nao chao đảo thì mọi người mới bảo là thiếu đường, phải ngậm cái kẹo đi hay là ăn cái gì ngọt ngọt đi để cho nó tỉnh táo, cho kiểu lên đường để mình cảm giác như là cơ thể mình nó sẽ được sảng khoái hơn. Nhưng mà Hương thì lại không thích ngậm kẹo những cái lúc đấy, hoặc là những lúc đấy chuẩn bị phải vào làm việc rồi, ngồi nói như thế này không lẽ ngậm cái kẹo biết bao giờ nó mới tan, đúng không cô chú anh chị? Yeah. Hương uống một hũ yến. Đó, mình cũng cảm thấy là thôi tại cái thời điểm đấy không kịp ăn cái gì, uống một hũ yến cũng rất là tốt luôn. Thì mình cứ hình dung như ở nhà Hiếu đi, ví dụ như là con cái mình bây giờ tầm hơn 3 tuổi đi. Có biếng ăn không? Dạ. Cháu biết là con Hiếu không biếng ăn lắm. Thì đó. Nhưng mà được cái là bé nhà Hiếu lại rất là thích ăn ba cái chè, rồi đồ ngọt hoặc là trà sữa, nên là sợ lắm, đang lo lắng cho cái cân nặng của bé ở nhà. Dạ, nên là luôn tìm cách là vẫn tìm ngọt, nhưng mà cái sản phẩm nó thay thế. Đúng đó, nghĩa là nó vẫn ngọt, nó ngon, nó dễ uống để cho bé bớt cái sự tập trung vào công những cái món nó hại cho sức khỏe đi. Đó. Nên là biết cái sản phẩm này thì cũng là yến. Và Hiếu về thì Hiếu pha chế thêm vậy, những cái loại mà chè dưỡng nhan á. Ngon. Nếu mình rảnh thì mình tự nấu, hoặc là mình không rảnh thì mình vô siêu thị hoặc là mua bên ngoài cũng có. Một chai đâu đó tầm khoảng 20 ngàn đồng thôi. Mà được cái là cái vị yến này là Hương biết là nó ngọt thanh, nó ngọt nhẹ nhàng, nó ngọt thoáng qua như là Hương chia sẻ khúc đầu đó. Đúng rồi, nên là khi mà mình cho cái yến vào trong cái chè thì nó sẽ không tăng cái độ ngọt. Đúng rồi. Nghĩa là vẫn bổ sung nào làm thấy quảng cáo nha, có đông trùng hạ thảo nè, có nấm tuyết nè, có táo đỏ nè, có hạt sen nè, rồi hình như là một chỗ số chỗ nó có thêm cái long nhãn bên trong rồi, nữa. Ngon đó. Lắm. Nên là đường cá là bé nó cũng thích nha. Nên là kinh nghiệm. Rồi cái sau này cái mình cũng thử dụ coi. Bây giờ đưa ly trà sữa với một cái chè dưỡng nhan mà có yến bên trong, chọn cái nào? Chọn chỉ bên đây liền, chỉ bên cái chè liền thôi. Cái tự nhiên cái mình thấy mình có một cái sự thành công trong việc là thay đổi cái quan điểm, suy nghĩ ha. Được. Chứ thật ra thì Hiếu thấy là cái hương vị này, cái dòng biển này nó có một cái sự vừa vặn ở cái chỗ là
cái vị ngọt của nó không có quá ngọt thưa quý vị. Thực ra thì cũng giới thiệu nhiều những cái dòng sản phẩm Yến rồi đó, nên là chúng ta thấy là cái vị ngọt của nó đôi khi là nó cũng hơi hướng là nó quá nhiều đường bên trong, rồi nó cũng tạo cái sự cắt cắt ở bên trong, rồi thêm một số những cái sản phẩm Yến thì nó cũng ngọt vừa phải nhưng cái hàm lượng nó quá thấp. Đúng, đi hoặc là 5% hoặc là 10%. Ăn mà muốn bổ, mà muốn có năng lượng mà tốt cho thay thế cho bữa ăn đó là mình phải dùng 2 hoặc là 3 hũ. Mà cái mức giá mà mình chia ra thì đôi khi nó còn nhiều hơn là mình mua một hộp này nữa đó quý vị. Đúng rồi. Nó, cái này nè, nó vừa ngọt thanh, nhẹ nhàng, dễ uống mà hàm lượng bên trong lên tới là 18% quý vị ơi. Đó. Nhiều vậy. Và cái mức giá ngày hôm nay thưa quý vị phải nói là siêu ưu đãi và tiết kiệm dành cho nhà của mình luôn. Nếu mà nhà của chúng ta có khoảng 6 người thì một ngày là hết một hộp rồi. Đúng rồi. 10 ngày là hết một combo của chúng ta rồi. Thôi tưởng nhiều mà không đó. Nhiều nha. Nên là nhiều cô chú chị nói là trời 1.299.000 đồng chắc nhiều lắm, xài không lâu hết hàng sử dụng các kiểu. Hiếu nghĩ là 10 ngày chưa tới 1 tháng là hết rồi quý vị nha. Rồi chưa kể là khách tới chơi nhà ha, rồi mình mang theo đi học nè, đi làm nè, rồi đi chơi nè, đi công tác nè, du lịch nè, rồi tặng quà, hoặc là đôi khi sẽ có những cái dịp mà đi thăm bệnh chẳng hạn, thôi không có sẵn ở trong nhà để mà trữ, rồi cái mình giống như Linh Hương chia sẻ không, nhưng là... mà đấy đi thăm bệnh nhá, mà có sẵn Yến ở trong nhà tiện lắm. Tại vì thực ra Yến Hương thấy nó phù hợp với mọi đối tượng trong mọi tình huống. Hôm nay tao bệnh nên tặng trái cây. Thì đó. Mà trái cây lại còn phải gọt. Tức là Hương Hương mà đi thăm bệnh, Hương rất ít khi tặng trái cây. Bảo quản tốt đâu, bảo quản lâu đâu. Bởi vì thứ nhất không bảo quản được lâu. Cái thứ hai nữa là phiền cả người nhà bệnh nhân lẫn bệnh nhân. Tức là bây giờ tặng trái cây thì phải tặng cái trái gì họ ăn được luôn cả. Tặng trái gì xong lại phải có người gọt rồi mới ăn, mà ăn lại còn phải nhai mà cứng nữa chẳng hạn. Mặc dù biết, hoặc là ví dụ tặng cam thì cũng phải vắt ra để uống đi. Thì chúng ta cũng thấy nó hơi bất cập. Hương nghĩ là tặng Yến rất hợp, tại vì á, đối tượng nào cũng sử dụng được. Tại vì mọi người thấy không, mẹ bầu đi là cũng có thể là sử dụng được Yến mà Yến trưng sẵn này này. Đó. Rồi các con là dùng được luôn này. Ông bà thì lại càng tốt luôn, tại vì á, càng ông bà lớn tuổi, cái độ gọi là nhai để ăn những cái đồ cứng hay là ăn những cái đồ mà nó nhiều món quá, Hương thấy nó cũng không còn được như ngày xưa nữa đâu. Thành ra bây giờ cũng uống Yến là tiện lắm. Mệt mệt một cái là uống hũ Yến. Đấy, nhiều khi cũng không cần phải ăn cơm, ăn thịt, ăn cá gì nhiều. Ngày một bữa thôi, tại vì các ông bà lớn tuổi là không ăn được nhiều thì lại phải uống Yến nhiều lên. Mà uống Yến mà ví dụ một ngày mà cứ đi trưng khoảng mấy tiếng đồng hồ để được có một chén Yến thì cũng mệt ha. Thế chúng ta có sẵn những cái hộp này trong nhà, mệt là uống, khát nước là uống, đói là uống, đúng không ạ? Đi thăm bệnh là tặng một hộp luôn. Hiếu vẫn cái câu chuyện mà thăm bệnh, Hiếu lại nhớ tới cái kỷ niệm ngày xưa mà tới bây giờ vẫn còn có thắc mắc rất là lớn trong đầu của mình. Ủa tại sao mà mỗi lần nhắc tới chuyện thăm bệnh là người ta phải mua sữa, mua đường là cái gì ta? Chắc là tiện hả? Tiện thì nó có tiện thiệt, nhưng mà cái người mà được tặng họ có nhu cầu sử dụng cái đó hay không? Nó có tốt cho sức khỏe của họ hay không? Như là bây giờ là cũng lâu lâu là định về hỏi ba mẹ rồi, nhưng mà mấy lần bị quên ha. Ngày xưa có thấy đi thăm bệnh làm quê đó. Rõ ràng là tiện cũng cần, rồi giá rẻ cũng cần, nhưng mà chúng ta cần hơn đó chính là cái tấm lòng của mình, và xem là người được tặng họ có nhu cầu sử dụng hay không, họ có dùng được một cách dễ dàng và có tốt cho sức khỏe của họ. Chính nhất ra là trong giai đoạn mà đang cần phải hồi phục sức khỏe hay không. Đó mới là điều quan trọng quý vị nha. Nên là trữ sẵn những hộp Yến như thế này trong nhà của mình là không bao giờ thừa hết quý vị ơi. Mà nói về Yến không phải là cái dòng sản phẩm nào mà nó trôi nổi, nó kém chất lượng, nó không được ai biết tới, hoặc là nó không có một cái chứng nhận, một cái gọi là đẳng cấp gì cả đâu quý vị. Đây là Legend Business Yến của sông Yến đó quý vị. Đó. Và với hàm lượng Yến cao mà lên tới là 18%. Mà quý vị biết là Yến là tốt như thế nào về cái khả năng chống lão hóa nè, duy trì vóc dáng nè, rồi duy trì thanh xuân nè, rồi người cao tuổi nè, người bệnh nè, trẻ em nè, phụ nữ kể cả là mang thai hoặc là bước vào những cái độ tuổi nhất định cần phải duy trì dinh dưỡng cân bằng năng lượng để mình có một cái sự tái tạo và để mà hạn chế cái vấn đề sợ tuổi già. Không biết là Linh Hương rất là sợ cái vấn đề oxy hóa nha. Và một cái bí quyết, không phải là bí quyết mà Hiếu nghe người ta nói là khi mà mình càng có tuổi rồi thì mình nên hạn chế ăn đường lại. Đúng. Tại vì á, cái hàm lượng đường nó càng cao á, nó sẽ là cái nguyên nhân trực tiếp mà nó phá vỡ cái cấu trúc collagen. Nó làm cho da của chúng ta lỏng lẻo hơn, dễ bị chảy xệ hơn quý vị ha. Nên là ăn cái gì cũng vậy, hạn chế đường thôi. Mà nếu như mà Yến mà nó không có đường ở bên trong thì sao đó, nó cũng sẽ rất là khó ăn. Đúng nha. Nó nhạt, không ăn, nó không mà ăn một nhiều. Cái món mà nó khó ăn như vậy thì thực sự ra là lâu lâu mình mới dám ăn một lần, hoặc là ăn cho có như vậy thôi. Mà lâu lâu ăn một lần thì làm sao mà có tác dụng cho sức khỏe quý vị ơi. Nên là nhà sông Yến họ nghiên cứu ra vẫn là Yến bên trong, cũng là cái vị ngọt, nhưng mà ngọt ở đây với hàm lượng đường được tiết chế, và sử dụng đường lại là đường phèn. Đó.
mát. Nó ngọt, nó thanh, nó mát, nó dễ chịu như vậy đó quý vị. Nên là vẫn uống được, vẫn duy trì được, vẫn cho cái cảm giác ngon miệng thì mình mới có thể là duy trì và sử dụng mỗi ngày đúng không quý vị? Nên đây là lựa chọn rất tốt dành cho ai muốn duy trì sức khỏe của chúng ta mỗi ngày thưa quý vị. Và mình mua được nhiều nữa chứ, duy nhất dịp này thôi. Dạ. Thì là chúng ta sẽ mua được yến. Thực ra yến thì quanh năm mình đều mua được tại VTV Hyundai nhiều dòng khác nhau, không chỉ là song yến đâu. Nhưng mà những cái dịp này á, là dịp giá rất là tốt, quà rất là nhiều luôn. Và quà lại còn chưa bao giờ có cùng với bộ yến này nữa chứ. Tức là các cô chú anh chị có thể mua được 10 hộp yến của Legend Business rồi chứ không phải không đâu. Rồi đúng không ạ? Nhưng mà giá như nào mình có nhớ không ạ? Nếu mà những khách hàng cũ có nhớ là mình đã từng mua 10 hộp yến 18% Legend Business bao nhiêu tiền không ạ? Chắc chắn sẽ không phải là 1.299.000 đồng mà được tặng tới 2 hộp yến 20%, tặng 12 lon nước nữa, 12 lon nước này ngẫu nhiên nhá. Ừ. Có thể là ngũ diệp sâm, có thể là yến, có thể là yến hạt chia. Rồi chúng ta lại còn có thêm một cái quà tặng rất là thiết thực nữa, và thiết thực hơn khi nó lại trong cái ngày gia đình Việt Nam. Là gì ạ? 2 chai nước rửa chén, 1 chai nước lau sàn. Đấy, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm là như vậy đấy. Có nghĩa là chúng ta thấy là khỏe này, thế xong chăm sóc nhà cửa này, hoặc ngược lại chăm sóc nhà cửa mệt quá uống yến xong khỏe này. Đó, lý do chúng ta mua yến và được tặng những cái bộ quà tặng nó thiết thực là như vậy đó. Dạ. Giá quá tốt luôn Hiểu ơi. Mà quan trọng là giá bao nhiêu đây? Có phải là 4-5 triệu để mình đắn đo nhiều không? Thưa quý vị, 1.299.000 đồng mà thôi, chúng ta đã có cơ hội được mang về dòng yến cao cấp 18% được yêu thích đặc biệt tại VTV Hyundai. Đậm vị yến, giàu dinh dưỡng, đặc biệt thì tốt cho người lớn tuổi cần phải bồi bổ phục hồi sức khỏe, và vị ngon thì phải nói là tuyệt đỉnh luôn. Ai mà sử dụng được sản phẩm này rồi là sẽ bị ấn tượng và khó quên bởi cái vị ngọt thanh nhẹ nhàng của nó quý vị ơi. Giàu dinh dưỡng, protein, axit amin dễ hấp thu và công dụng tốt với sức khỏe của chúng ta. Đây là yến xào, là yến thật quý vị ha. Và sử dụng yến thật mỗi ngày thì như thế nào đây ạ? Sức khỏe được hồi phục nè, rồi tăng cường thêm sức đề kháng nè, hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người suy nhược cơ thể, ăn không ngon, ngủ không yên cho quý vị. Tổ yến chân cao cấp hàm lượng 18% cho sức khỏe của trung niên và trẻ nhỏ, đảm bảo là yến thật, 12 năm thương hiệu uy tín yến xào cao cấp, và hàm lượng yến trong mỗi lọ sẽ là 18%, hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện là hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng quý vị nha. Yên tâm hoàn toàn khi đặt hàng tại VTV Hyundai Shopping, bởi vì chúng ta đang được mua hàng chính hãng và giao hàng tận nơi trên toàn quốc khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam. Hơn thế nữa thì với quy trình nhà máy thì đã đạt được tiêu chuẩn rồi quý vị ơi, ISO 22000-2018, và thêm nữa là với mức giá quá tốt, một trong những chương trình phải nói là siêu ưu đãi từ nhà Song Yến dành cho quý vị nếu chốt đơn thành công trong vòng 60 phút đặc biệt này thưa quý vị. Mừng ngày gia đình Việt Nam, combo của chúng ta là gì đây ạ? 10 hộp yến 18%, 1.299.000 đồng và thêm 4 bộ quà tặng kèm theo. Chúng ta có 2 hộp yến cũng cùng thương hiệu Song Yến luôn, hàm lượng là 20%. Chúng ta có 12 lon nước giải khát giàu ngẫu nhiên, hoặc là ngũ diệp sâm, hoặc là yến hạt chia, hoặc là yến đường phèn. Chúng ta có 1 chai nước lau sàn và 2 chai nước rửa chén. Có ai nhanh tay đi chợ nhiều quen tính giá, tính giùm Hiếu và Linh Hương xem bộ quà tặng này là bao nhiêu tiền ạ? Là gần tiền triệu đó, đúng hay không ạ? Chốt đơn liền, bởi vì gần tiền triệu này là miễn phí cho đơn hàng của chúng ta, thanh toán 1.299.000 đồng và mang về tất cả những gì quý vị đang thấy quý vị nha. Và quan trọng là thời gian này đã sắp hết giờ rồi. Đúng rồi ạ, chỉ còn khoảng hơn 5 phút nữa thôi. Hơn 5 phút đồng hồ này thì cuộc gọi bây giờ Hương nghĩ là tất nhiên tổng đài bận thì là chuyện không lạ lẫm gì rồi. Yeah, yeah. Vì bây giờ chúng ta chỉ còn có vài phút đồng hồ thôi, cho nên là ngay bây giờ thì mình sẽ xem thêm một vài thông tin và chốt đơn thật nhanh nha. Vâng ạ, chất lượng, an toàn, đó là những điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho tất cả quý vị. Và mua hàng tại VTV Hyundai Shopping thì chúng ta còn được cam kết hoàn tiền gấp 10 lần giá trị của mỗi đơn hàng nếu mua về sử dụng, phát hành và chứng minh được đây không phải là hàng chính hãng, là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng quý vị nha. Chốt đơn liền, và bây giờ thì Hiếu thấy là không còn có một cái lý do gì đâu mà chúng ta nên đắn đo quý vị ơi. Và hơn thế nữa thì bây giờ đâu đó còn khoảng chưa tới 5 phút nữa là chương trình này sẽ chính thức khép lại. Nghĩa là combo mua sắm ngày hôm nay 10 hộp yến hàm lượng 18% của Legend Business thương hiệu Song Yến cũng sẽ không có mức giá 1.299.000 đồng, và cũng không có rồi một cái bàn quà tặng hoành tráng ở phía dưới dành cho quý vị đâu. Muốn mua là phải bỏ tiền ra để mua đó quý vị ơi. Và quan trọng là thời gian bây giờ không còn nhiều đâu quý vị, chốt đơn liền trước khi hết hàng hết giờ quý vị ơi.
Chúng ta chỉ còn khoảng hơn 2 phút thôi ạ. Và lúc này đây ạ, thì có nhiều đơn hàng. Đương nhiên là thành công nhưng mà không phải số lượng là một combo mà đã đặt tới 2-3 combo rồi. Cho nên nếu như mà còn 1 phút cuối cùng mà chúng ta chỉ còn khoảng 10 set quà hoặc là 10 set cả sản phẩm chính này thôi á, mà một cú điện thoại của một người mà thành công mà chốt một cái 10 cái luôn là các cô chú anh chị hết cơ hội mua với giá 1.299.000 đồng. Tại vì cũng có nhiều lần như vậy rồi ạ. Khi mà Hương báo là 30 giây nữa là hết giờ nha, chúng ta sẽ còn 5 combo duy nhất. Cái đúng lúc đấy chú kia gọi điện đến là tổng đài bắt máy kịp, tức là hên là lúc đấy máy vừa hết bận là nhấc máy tới chú liền, chú chốt luôn 5 combo. Thế là những người sau gọi điện hết mua luôn. Mà mua thì vẫn mua được nhưng mà sẽ không có quà này. Không được tặng hai cái hộp yến mà 20% này, rồi không được tặng 12 lon nước ngẫu nhiên. Rồi tất nhiên là cũng không có luôn là hai chai nước rửa chén với chai nước lau sàn. Và mình sẽ vẫn mua được 10 hộp này nhưng mà giá nó lại còn cao hơn 1.299.000 đồng cơ. Đó, tại vì nhắc lại với các cô chú anh chị một lần nữa là một cái hộp yến của nhà Song Yến này, dòng Legend Bird Nest dòng xuất khẩu này này, 18% này ạ, yến 18% đang được bán trên 300.000 đồng. Đấy là mình mua lẻ nhá. Còn bây giờ chúng ta đang mua 1.299.000 đồng 10 hộp 18% tặng 2 hộp 20% tặng 12 lon nước ngẫu nhiên, có thể là nước sâm, có thể là nước ngũ diệp sâm, có thể là nước yến hạt chia. Đó, rồi chúng ta sẽ còn có thêm là 2 chai nước rửa chén, 1 chai nước lau sàn. Toàn bộ hai cái tầng bàn này sẽ đóng vào một cái thùng to, giao tới tận nơi cho các cô chú anh chị, chỉ cần gọi điện thành công hoặc đặt hàng trên app thành công thôi. Dạ, cái câu chuyện mà đặt 5 đơn hàng trong một lượt như vậy thì có vẻ là khó tin, nhưng mà thật là với cái phân tích của mình thì chúng ta là hoàn toàn là xảy ra quý vị ơi. Và bây giờ là mới ghi nhận một khách hàng ở Bình Phước, dạ, đặt tới 6 đơn hàng trong một cuộc gọi như vậy đó quý vị. Bởi vì chúng ta thấy là với hả sản phẩm này quý vị, giá quá tốt. Nếu mà 300 ngàn một hộp như vậy, 10 hộp đã là 3 triệu đồng rồi quý vị. Mà mua 6 set như vậy thì là bao nhiêu? 3 x 6 là 18 triệu đúng không quý vị? Trong khi đó 1.299.000 đồng mà nhân cho 6 set là giá bao nhiêu? Quá rẻ. Hỏi sao chú mua nhiều vậy ạ? Chú bán tạp hóa con kế bệnh viện luôn con. Đó, quá hợp lý đó quý vị. Rồi cái phần ở bên dưới là quà tặng nè, mình để mình dành sử dụng hoặc là bán cũng được. Đó, tại chú bán tạp hóa đó quý vị, là thêm một cái khoản lời dành cho mình đó quý vị ơi, quá tuyệt vời. Nhấn mạnh là một đơn hàng chúng ta vừa được giảm giá và lại còn có thêm quà tặng như đó. Thế này đây quý vị nhiều ha. Như hai hộp yến 20%, 12 lon nước giải khát, rồi thêm là 2 chai nước rửa chén và 1 chai nước lau sàn, và hết thời gian rồi quý vị ơi. Đó, mua thật nhiều về nha. Các cô chú anh chị biết rằng là ví dụ như Hương đi, hiểu ra đây đi, ví dụ Hương cái này cái coi, ướp cái này vào tủ lạnh nha, để uống cho mát này. Đây này, nhà có cái tủ lạnh to thế này cơ mà, cho vào tủ lạnh đi. Rồi. Đó. Bây giờ mở tủ lạnh ra xong rồi cho vào để đến cái chiều tối rồi về đi làm về mệt rồi uống. Đó, mình cứ chất đầy vào đây cho Hương. Mở tủ lạnh ra thì mình chỉ cần để cái này thôi. Đó, Hương lấy ví dụ như vậy, Hiếu lấy thêm vào đây rồi, cũng được. Đó, bỏ vô này ha. Kể cả nếu mình thích để nguyên hộp cũng được. Ví dụ như một hộp mà mình cho vào thì cũng đâu có sao đâu. Đó, các cô chú anh chị tranh thủ chốt đơn đi nha. Hết giờ rồi là không được mua với giá tốt đâu ạ. Một cái tủ lạnh đầy yến, hoặc là mở tủ lạnh ra là thấy những cái hũ yến nhỏ nhỏ như thế này để chúng ta có thể là uống. Thì Hương lấy ví dụ như vậy, tại vì tủ lạnh này là chất được 2 combo đấy ạ. Nhưng mà bây giờ đang hộp đẹp, lát mang đi tặng. Vì có nhu cầu đi tặng nên chưa khui hết cả ra. Bây giờ là chỉ để hũ lẻ vào đây thôi. Đó, để các cô chú anh chị biết rằng là về nhà mình làm y chang như này nhá. Đi làm về mệt là gì? Mở tủ lạnh ra cái là uống yến luôn. 1.299.000 đồng. Bây giờ không phải là 5 set cuối cùng mà là chỉ còn 3 set cuối cùng thôi ạ. Có ai kịp không ạ? Ai kịp mua thì chốt luôn cả 3 set cuối luôn đi, vừa được lấy cả 10 hộp yến, lấy thêm quà tặng rất là hấp dẫn luôn, chỉ 1.299.000 đồng. Dạ, và tới đây thì rất tiếc phải thông báo rằng là thời gian áp dụng ưu đãi dành cho Song Yến ngày hôm nay cũng đã hết rồi quý vị ơi. Chúc quý vị sẽ có được những đơn hàng thành công để mang về sức khỏe nè, năng lượng nè, tinh thần quý vị nha. Còn bây giờ thì Hoàng Hiếu, Linh Hương mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị